Kính chào quý vị đã đến với kênh truyền thông chuyên biệt của chúng tôi. Chỉ vì tiền, một nam sinh đã tự nguyện lao đầu vào lưới tình của góa phụ hơn mẹ mình đến 6 tuổi. Vì ham mê vật chất, đeo đuổi những thứ hào nhoáng xa hoa mà sai lầm nối tiếp sai lầm, bi kịch lại chồng lên bi kịch. Khi mà nhân tình lại không hề cảm thấy thỏa mãn, luôn luôn tỏ ra ghen tuông và thậm chí là còn ép buộc nam sinh này những bức thư tống tình kinh hoàng. Không muốn chịu đựng tiếp cuộc tình kịch cỡm và muốn nhanh chóng thoát khỏi sự trao đổi vụ lợi này, nam sinh viên này đã gây ra một hành động dại dột, từ đấy cũng tự tay khép lại cánh cửa tương lai phía trước. Năm 2002, Đồng Văn Hiếu sinh năm 1983, quê ở xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đã trúng tuyển vào ngành công nghệ kỹ thuật hóa học của trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang, trong sự hân hoan của cả gia đình. Năm đầu tiên Hiếu xa nhà, cha mẹ cậu sợ con lạ nước lạ cái nơi đất khách nên đã yêu cầu Hiếu ở nhà người cậu ruột cách trường khoảng 4 km. Sáng sáng Hiếu đi học bằng chiếc xe đạp của cậu cho mượn. Sang năm thứ hai, có lẽ chán cái cảnh phải sống lệ thuộc vào gia đình của chủ nhà nên Hiếu đã viện cớ chương trình học càng ngày càng nặng, cháu phải thường xuyên đi sớm về khuya để xin phép cậu cho ra ở trọ ở gần trường. Nhưng cũng từ lúc ra ở riêng, Hiếu phải tự lo liệu từ miếng cơm đến manh áo, chứ không được vô tư ăn ngủ như khi còn ở nhà cậu. Đang lúc Hiếu gặp phải vô vàn khó khăn, thiếu thốn, thì có một góa phụ tốt bụng bỗng xuất hiện. Góa phụ này là bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1953, nhà ở cách khu trọ của Hiếu chỉ 100 m. Bà Thu cùng quê Nam Định với Hiếu, nên hai người nhận nhau là đồng hương và dành cho nhau những tình cảm trìu mến. Bà Thu có hai người con đều lập gia đình hoặc đi làm ăn ở nơi khác. Chồng của bà đã mất từ lâu nên một mình bà sống cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo. Từ khi nhận đồng hương, bà Thu ngày nào cũng đào qua phòng trọ của Hiếu để xem đứa cháu ăn uống học hành thế nào. Trong cuộc sống hàng ngày, bà thường xuyên cho Hiếu khi thì 5-70 ngàn đồng đong gạo, mua thức ăn, lúc lại đôi 300 đóng tiền nhà. Thậm chí mỗi lần Hiếu hỏi mượn tiền, dù ít hay là nhiều, bà Thu đều cho vay theo kiểu không chút đắn đo, không cần phải hoàn trả. Ngoài ra, góa phụ còn giúp cho cậu sinh viên tìm nơi dạy gia sư để có thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Khi quan hệ giữa hai cô cháu đã trở nên thân mật, nhiều lần bà Thu bảo Hiếu sang nhà xem TV cho đỡ buồn. Cô có mỗi một mình, có ai đâu mà ngại. Đáp lại cũng có một vài tối Hiếu chiều lòng bà cô đồng hương mà không ngờ mình đã bắt đầu dính vào một cái bẫy tình ngang trái. Đó là một tối cuối tháng 1 năm 2004. Hiếu đang say sưa xem phim truyền hình bên nhà bà Thu, thì góa phụ này đột nhiên gõ gõ vai rồi đưa cho Hiếu một sấp hình. Khi nhìn vào, Hiếu phát hoảng nhận ra đó là 3 tấm hình không mặc gì của bà Thu. Càng hoảng loạn hơn nữa khi góa phụ này đã buông ra những lời mơn trớn, có thích không lại đây với cô. Tối ngày hôm đó, Hiếu đã sợ tái mặt và phải kiếm cớ rút lui. Sau lần đó, em không dám sang nhà cô Thu nữa, nhưng ngày nào cô ấy cũng tìm đến phòng em để hỏi han. Mấy hôm đầu, em còn tìm cách lánh mặt. Nhưng rồi vì thiếu tiền và liên tục bị cô ấy hỏi thăm, nên em đành chấp nhận nối lại quan hệ và buông xuôi lúc nào cũng không biết. Thế là Hiếu đã trở thành người tình trẻ của bà Thu. Cứ tối tối tầm 22 giờ sau khi đi dạy thêm về, Hiếu đều ghé qua nhà cô Thu để tâm sự, rồi mới quay trở về phòng. Những ngày đầu, Hiếu và bà Thu còn ngượng ngùng xưng hô cô cháu. Nhưng về sau, để thu hẹp lại khoảng cách tuổi tác, hai người đã chuyển sang xưng tên hoặc là xưng mình với ta cho tình cảm. Đáp lại tấm lòng của Hiếu, bà Thu cũng đã hào phóng chu cấp cho tiền bạc, tặng nhẫn, dây chuyền vàng cho cậu trai Tân. Trong cuộc tình nhuốm màu vụ lợi này, nhiều lúc túng thiếu, Hiếu còn trông chìa tiền của bà Thu. Và dù biết, nhưng bà Thu vẫn không hề nói gì. Tuy nhiên, một thời gian sau, cậu thanh niên sức dài vai rộng này đã tự nhận thấy mình không còn đủ sức để có thể đáp ứng những đòi hỏi ngày một lớn hơn của người phụ nữ đang độ tuổi hồi xuân. Hiếu đã quyết định chuyển chỗ ở để cắt đứt quan hệ với nhân tình. Cùng thời điểm đó, lớp Hiếu có đợt học quân sự ở xa trường, nên hàng ngày Hiếu và một nữ sinh thường đi xe đạp chở nhau ra bãi tập. Thấy cảnh này, bà Thu bỗng nổi cơn ghen và cho rằng Hiếu đã có mới nới cũ. Không buông tha cho Hiếu, bà Thu đe dọa nếu Hiếu không chấm dứt mối quan hệ với bạn gái thì bà sẽ cho cả làng, cả tổng biết về việc Hiếu lấy trộm tiền và quan hệ với bà. Đây lời nói này có thêm sức nặng. Thậm chí bà Thu còn làm đơn tố cáo Hiếu tới Ủy ban Nhân dân xã Trung Môn.
nhưng đề nghị chỉ giải quyết khi nào bà yêu cầu. Sau đó nhiều lần bà Thu đã mang tối hậu thư đến cài ở cửa phòng trọ, yêu cầu Hiếu phải đến để gặp mình. Thời điểm ấy, Hiếu đang là lớp phó học tập với nhiều thành tích xuất sắc. Sợ sự việc bị bại lộ sẽ làm mất thanh danh, nên tối muộn ngày 12 tháng 10 năm 2004, sau khi nhận thêm một thư tống tình của bà Thu, Hiếu cảm thấy như bị dồn vào bước đường cùng. Tức giận xé nát mẩu giấy, Hiếu quyết định đi sang nhà bà Thu trong tâm trạng phẫn uất. Lúc đó là vào khoảng 23 giờ đêm, bà Thu đã tắt điện để đi ngủ, nhưng nghe thấy tiếng gọi của người tình thì thức dậy, đon đả mở cửa mời nhân tình vào, kèm theo lời trách móc. Sao mà sang muộn thế, chắc lại đi với con kia chứ gì. Đang loay hoay cài then cửa, bà Thu đã bị Hiếu dùng chiếc gậy chống cửa vụt một nhát vào sau gáy, gục ngay tại chỗ. Thấy nạn nhân chưa mất mạng, Hiếu đã bế nạn nhân lên giường, làm cho ngạt thở đến khi không còn nhúc nhích được nữa, thì Hiếu mới chịu buông tay. Ngay sau đó, Hiếu đã lục soát lấy đi một dây chuyền, một nhẫn kim loại. Sau đó hắn vác bà Thu ra phía sau nhà văn hóa thôn, nhét thi hài của nạn nhân vào cống thoát nước, rồi quay về nhà bà Thu, tắt điện, khóa cửa, ung dung quay trở về phòng. Hơn một tuần sau đó, sự việc đã bị phát giác khi chiếc cống thoát nước bị tắc, vì thây của nạn nhân đã trương lên, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Từ những dấu vết thu giữ được tại hiện trường, chỉ 5 ngày sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định hung thủ chính là Đồng Văn Hiếu. Ngay sau khi bị bắt giữ, Hiếu đã nhận tội. Nhưng về nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân thì Hiếu nhất định không khai mà chỉ ngồi khóc. Trước sự động viên của mọi người, đến tận ngày thứ tư, Hiếu mới khai ra mối tình cọc lệch của mình. Trước tình huống này, cơ quan điều tra đã đặt ra nghi vấn liệu Hiếu có khai man để được giảm nhẹ tội hay không. Rất may cho Hiếu, quá trình điều tra, cơ quan công an không thu giữ được các thư tống tình, nhưng đã tìm được hai nhân chứng vô cùng quan trọng ở cùng xóm trọ với Hiếu. Hai người này khẳng định đã đọc trộm được những bức thư có nội dung như Hiếu khai. Có lẽ điều này đã giúp cho Hiếu thoát được mức án cao nhất là tử hình. Thay vào đó, ngày 7 tháng 3 năm 2005, Hiếu chỉ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang xử phạt mức án chung thân về hai tội danh giết người và cướp tài sản. Hiện nay, Đồng Văn Hiếu đã thụ án được 17 năm tù và đang cải tạo tại trại giam Vĩnh Quang, Tổng cục 3 Bộ Công an. Nói về chuyện tình cảm giữa Hiếu và cô bạn khiến cho bà Thu ghen tuông, Hiếu đã cười chua xót. Từ nhỏ tới giờ em chưa từng yêu một bạn nữ nào. Thân thể người phụ nữ đầu tiên và cũng là người cuối cùng em biết đến chính là cô Thu. Nhưng em quan hệ với cô ấy vì miễn cưỡng chứ không có cảm xúc gì. Chia sẻ thêm, Hiếu bảo điều làm hắn ân hận nhất đó là chỉ vì tiền mà bị vướng vào lưới tình với người phụ nữ còn nhiều tuổi hơn cả mẹ mình, để đến độ nhục nhã trước thầy cô bạn bè khiến cho gia đình phải xấu hổ. Giờ đây Hiếu chỉ còn biết cố gắng cải tạo thật tốt, để mong sẽ được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật, sớm quay trở về với gia đình, phụng dưỡng mẹ già ở quê. Thưa quý vị, mối tình dù lệch tuổi hay không, nếu như xuất phát từ tình yêu chân thành thì có lẽ sẽ có một kết cục tốt đẹp. Còn nếu xuất phát từ sự vụ lợi thì hậu quả sẽ là điều tất yếu. Cũng như những gì mà Hiếu đã nhận được, dù đã quá muộn thì đó chỉ là vì tiền mà bị vướng vào lưới tình với người phụ nữ nhiều tuổi hơn cả mẹ mình, đến độ nhục nhã trước thầy cô bạn bè khiến cho gia đình xấu hổ. Đây cũng là bài học dành cho các thanh thiếu niên khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, bị những thứ xa hoa hấp dẫn, đánh mất đi đạo đức, rơi vào những vòng xoáy đam mê, đánh mất tuổi trẻ, tương lai chỉ vì chữ tiền. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.